Chiều tối qua, một số khu vực Nam Bộ đã xuất hiện mưa dông. Thời tiết hôm nay tại thành phố Cần Thơ cũng như các tỉnh thành Nam Bộ có gì đáng chú ý? Chị Hồng Dao. Xin chào ngày mới quý vị khán giả. Gió mùa Tây Nam đang trong giai đoạn hoạt động mạnh nên là ở Cần Thơ và nhiều tỉnh thành của khu vực Nam Bộ khả năng là vẫn có mưa trong ngày hôm nay. Cụ thể tại Cần Thơ, mưa có thể đến sớm vào lúc 1 giờ chiều nay. Càng về chiều tối, mây càng dày, mưa càng nặng hạt. Thời điểm mưa to và dồn dập nhất có thể là vào lúc tan tầm, dễ gây ra tình trạng ùn tắc giao thông. Không loại trừ một số tuyến đường trũng thấp sẽ bị ngập úng. Vì vậy, quý vị nên tính toán thời gian di chuyển vào các cung đường hợp lý để tránh được tình trạng này. Và đây cũng là những khuyến cáo dành cho nhiều tỉnh thành của khu vực Nam Bộ. Bởi chiều nay, mưa sẽ xảy ra trên diện rộng, cục bộ có những điểm mưa vừa, mưa to, thậm chí là có những nơi mưa rất to với lượng mưa trên 80mm, nên nguy cơ ngập úng rất cao. Nhất là vào các cung đường thường xuyên bị ngập khi mà có mưa lớn. Trong mưa dông, quý vị cũng cần đề phòng về lốc sét và gió giật mạnh đi kèm. Những ngày mưa gió như thế này, khi mà di chuyển ngoài đường về, quý vị nhớ chăm sóc mắt cẩn thận, tránh bụi bẩn tồn tại trong nước mưa dễ gây đau mắt. Nên rửa nhẹ nhàng sạch mắt bằng nước muối sinh lý hoặc là thấm mắt bằng khăn sạch và khô. Bên cạnh đó cũng nên đeo kính hoặc là dùng mũ bảo hiểm có kính chắn trước mặt là cách tốt nhất để có thể tránh nước mưa tạt trực tiếp vào mắt. Trước khi có mưa thì toàn miền trời nắng ráo. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Tây Nam Bộ phổ biến trong khoảng từ 31 đến 32 độ C. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nhiều hơn, mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 33 đến 34 độ C. Đảo Phú Quốc dự báo là nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay không quá 30 độ C, nắng kéo dài từ sáng cho đến 4-5 giờ chiều rồi có mưa rải rác. Đến tối và đêm, trời mát mẻ, mức nhiệt 26 độ C. Trên biển, thời tiết đang khá bất lợi cho tàu thuyền. Ngày hôm nay, gió ở vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, gió Tây Nam duy trì cường độ mạnh cấp 5, cấp 6, có lúc giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 2 cho đến 3 mét, biển động. Trời mưa dông, tầm nhìn xa giảm thấp. Mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cũng tiếp diễn ở vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang trong ngày hôm nay. Quý vị cần đề phòng về lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.